này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mấy bạn ơi, cái bà Quyên tóc đỏ đó, bà Hạnh Happy với lại chị Banda mấy ngày không ngủ được luôn rồi mấy bạn đêm ơi. Hết mất ăn mất ngủ, chị Banda hất thủ cũng vì bà Quyên tóc đỏ đó. Happy ơi, đưa chị Banda về cho lẹ đi. Ê, sắp về tới nhà chị Happy. Trời ơi, chị Banda làm thơ đó hả? Đúng rồi, thơ chị Banda mới suy nghĩ rồi đó. Bây giờ là mình mới đi gần nửa đường thôi đó chị Banda hả? Oh my god, mất cái nửa đường thôi hả? Thật là xa lắc xa lơ. Trời ơi, nhưng mà chị Banda nghe chị người chị Banda muốn rụm nụ luôn đó. Bởi vậy nên bây giờ mình phải gọi là trốn thoát thiệt là nhanh qua đây khỏi cái khu vực này thôi nào. Trời ơi, chị Banda đi hả? Ở trong này lâu quá, cái con cá trên đầu chị Banda nó sắp thành màu đỏ luôn rồi nè Happy. Trời ơi, kìa bả kìa chị Banda. Đỡ, sao bả hoài vậy? Bả muốn thống trị thế giới đó. Thống trị thế giới đâu, bả đâu? Kìa bả dưới kìa, bả dưới bả thống trị nguyên một vùng đảo luôn kìa chị Banda thấy không? Nguyên một lâu đài tình thế luôn. Cái lâu đài đó là của bả đó hả? Đúng rồi, oh trời ơi, bà khổng lồ muốn chết. À, ơi. Cái lâu đài mà nó siêu khổng lồ chứ. Bà đang đứng đó, bà đang cứu chị Banda. Ê, sao cái này nó lắc lư quá, sao mà đứng được chị Banda ơi, nó gung gung lắc lắc nè. Bởi vì chị Banda mới té đó Happy. Ôi trời ơi, bà ở nguyên cái tòa lâu đài khổng lồ này nè. Ê Happy biết tại sao bà ra đó bà đứng không? Sao vậy, bà căng mình đó. Không phải đâu, bà đang đứng đó để bà chọn hoàng tử đó Happy. Tại hoàng tử có chút ép rồi chị Banda ơi. Ủa vậy hả, không xứng đáng với bà hả? Phải tìm hoàng tử khổng lồ hơn bà. Rồi chị Happy có biết hoàng tử nào khổng lồ không, đem qua giới thiệu cho bà đi. Không có được chị Banda ơi, có quái vật xanh, khổng lồ xanh. À, khổng lồ xanh là hợp với bà đúng không? Đúng rồi đó. Để lần sau chị Banda sẽ dẫn khổng lồ xanh qua cho bà. Ôi chị Banda đừng nói nhiều nữa, bây giờ mình về của mình lại trốn thoát khỏi đây. Trời ơi, chị Banda đâu có ngồi yên đâu Happy, chị Banda đi nãy giờ nè. Rồi bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua cái khu vực này. Khu vực này là khu vực gì? Cái khu vực mà một đống đá. Khu vực đống đá. Oh my god, dưới đây là một hồ axit nè chị Banda ơi. Vậy nên bây giờ của mình phải nhảy lên những cái ván gỗ để có thể đi qua cái khu vực axit này. Trời ơi, chứ không lẽ nhảy xuống axit. Kìa bây giờ là bắt cua nhạc nè. Bây giờ đó là mình bắt cua lên chị Banda thấy không? Biết chứ, chị Banda nhìn là biết bắt, chuẩn bị bắt cua rồi. Nhưng mà bắt cua lên á, cái cầu thang. Không phải là cái cầu thang, nó là một cái thang máy đó. Hồi nãy Happy có cho các bạn xem rồi đó. Trời ơi. Nè, thấy chưa, cái thang máy thì nè. Rồi, nó chạy thang máy lên nè. Xong rồi chúng ta sẽ nhảy lên cái nhảy lên chỗ này. Ê, phải nhảy thiệt nhanh luôn á, chứ không lại chạy bỏ mình luôn á. Nhảy lên đây, xong mình gạt còn gạt. Rồi bây giờ Happy sẽ lại đây để Happy bắt cua ván gỗ tiếp hết theo. Hết hết hồn, làm chị Banda hết hồn luôn đó Happy. Ê nè, thêm thang máy là lên nhanh chị Banda lên. Chị Banda có thấy thang máy nào đâu? Từ từ, hình như thấy thang máy nó sẽ đợi. Thang máy nó đang đón chị Banda. Chị Banda với Happy đi riêng, không có đi chung. Oh my goodness. Cũng khá là buồn. Không có gì buồn hết á, tại chị Banda cũng không thích đi Happy. Thang máy nó nè, thang máy nè. Ê, bà này hiện đại quá hen, bà xài toàn là thang máy không vậy ta? Ơi, chết cha, chị bị kẹt thang máy vô đầu rồi Happy ơi. Trời, Happy đi trước chị Banda luôn à. Trời ơi, chị Banda đã lỡ ui, một chiếc đỏ. Ui, có một trái tim. Ai? Ê, sao thang máy không đón chị Banda? Hùng, hùng, hùng. Ê, ơi. Rồi, được rồi. Đã không có thang máy nào nhận chị Banda hết á. Cái gì vậy? Nó đã nhận dạng chị rồi Happy ơi. Happy đừng nói vậy, chị Banda sẽ buồn lòng. Là buồn lòng dữ chưa? Ủa, rồi đi đâu nữa? À, Happy biết đường thì chị Banda nhảy lên cái miếng này nè. Miếng một tí nữa là chị Banda té rồi đó Happy. Happy biết rồi nè. Bây giờ là mình đi lại đây nè, follow me. Follow me ở đâu vậy? Follow me đi. À, nè, cái hồi nãy là chỉ có một cái dây leo thôi nè, không phải là dây leo luôn á. Chứ đó là gì? Đó là dưa leo hả? Rồi chúng ta lại gạt con gạt đi chị Banda ơi. Không mà cứ cần gạt. Cần gạt xong. Ủa, gạt cần gạt xong rồi sao nữa Happy? Rồi mình gạt cần gạt xong rồi chị Banda có thấy gì không? Ê, chị Banda thấy cái cầu thang. Thôi bây giờ Happy sẽ nhảy xuống nha. Trời ơi, oh my god, nguyên một khu rừng nấm ở dưới đây luôn nè chị Banda ơi. Trời ơi, vậy là mình đã có nấm ăn rồi đó Happy. Đúng rồi, nhưng mà cái này là khu vực của bà, sao mình có nấm mình ăn được? Trời ơi, coi chừng ăn trúng nấm độc quá thôi đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt cua thôi nào. Ủa, cái chỗ này chỗ gì thấy ghê quá vậy nè. À, những cái gọi là thanh kiếm nó quẹt qua quẹt lại đó. Trời ơi, cái này mà nó quẹt trúng mình một cái là sẽ đứt cái gì đó Happy, đứt tóc á. Vậy rồi, xong luôn, chị Banda ngậm cua tỏi luôn rồi. Trời ơi, mấy cái cây đó nó hơi bén Happy ơi. Chấm hỏi hơi bén. Hơi bén ngót, bén quá bén. Bén rồi. Chị Banda qua tới rồi, chị Banda bén không nó Happy ơi. Chị nhá, cái chân nè, quẹt chị Banda kìa. Đừng quẹt. Run nhanh qua thôi nào. Ây da, sao mà nó quay hoài vậy, nó không đứng một chỗ. Đi qua nè. Qua tới rồi nè. Ê, cái chân này nó quạt nữa nè, nó quạt. Chạy ơi. Ôi giời, nguy hiểm quá. Chạy bớt Happy nè. Rồi, chạy. Ôi, chị Banda đứng còn một miếng nữa là nó cọ vô luôn đó. Cọ. Nhíu rồi chị Banda ơi. Thì, ôi dưới này tỏi. Ôi, nó sập á chị Banda, nó sập á. Ủa, nó sập hả?
sấu nó án cái mặt không thấy đường. Ui da, tới nè. Trời, đi ra ở dưới axit mà có cá sấu làm sao? Ủa sao nó sập dáng thế này? Ở dưới axit đòi có cá sấu. Tại vì chị Banda tự tưởng tượng ra đó hả Bi? Trời ơi. Rồi không biết tại sao mà cái bà này á, bà lại nuôi axit không phải là axit nữa. Bà không phải bà nuôi chứ Happy nó lộn mà bà chứa axit ở trong đây để làm gì vậy trời? Chị Banda, đi đi quay lại chỗ chị Banda rồi. Bây giờ chúng ta cùng chung số phận đó chị Banda. Trời ơi, ai mượn Happy cùng chung số phận với chị Banda vậy? Phải chi mà nó đừng có sạch cái miếng này xuống thì chị Banda dễ biết chừng nào mà nói. Cũng đúng nè, chị Banda bắt cô vợ lắm. Bởi vậy đừng có nói như vậy, chị Banda giỏi lắm đó chứ. Là giỏi dữ chứ vậy. Rồi chị Banda qua tới bên đây có một cái kiếm nữa rồi nè Happy ơi. Đâu? Ơi, bây giờ mình phải chạy khỏi cái kiếm này không? Cái kiếm này quạt ba tiêu chị cái là chị chẳng hầm luôn á. Trời, cái kiếm đó nó thật là hại điện luôn á. Hại điện hiện đại. Ơi, ai vậy hết không? Trời, bà nói bà đi ngược chị Banda ơi. Bà đi ngược đường á, bà không biết đường đi đó Happy. Bà bị xì cà que. Bà bị le xì cà que. Sao mình tới đây luôn rồi? À! Hết hồn, cái ông này làm hết hồn á. Thôi. Ông đầu lâu này làm mình hết hồn. Ông chị Banda muốn té xỉu ngang ra luôn Happy. Thôi nhíu nhíu. Cái chỗ này sao mà khó đi quá vậy? Cẩn thận nè chị Banda. Đây là toàn là axit thôi đó. Ê, mình có lấy cái trái tim màu hồng được không Happy? Chị Banda lấy thì có lấy cũng được, không lấy cũng không sao. Ủa vậy hả? Vậy thôi khỏi lấy đi, mất công chị Banda hồi té nữa. Đúng rồi đó chị Banda, tốt chứ mình nên dậy đi. Trời, cái cây này nó nhỏ quá à. Là nhỏ dữ chưa vậy? Thôi chị Banda cứ nhích nhích tiếp đi nha. Bây giờ Happy sẽ đi trước chị Banda nha. Ủa mình nhảy qua cái thùng này hả Happy? Rồi nhảy thẳng qua luôn. Thẳng quá. Ủa vậy hả? Thẳng quá. Trời. Nhảy qua. Hey. Ủa mấy cái gì là ở dưới axit á? Ở dưới axit hả? Đúng rồi, dưới axit. Happy sợ khỏi nói, chị Banda vẫn biết vậy. Ôi. Chị Banda nhìn chị đã hại quá. Chắc vậy cũng té nó lại hơi đi nè. Vậy cũng té nữa. Hay thì chứ thôi, anh Happy sẽ quyết định đi trước chị Banda nhé. Oh my god, ở đây á cũng là axit nè, nhưng mà kiểu như là ở đây có những cái thùng nên bây giờ mình sẽ nhảy lên những cái thùng này để qua khỏi cái khu axit này nha, chứ không hồi nó ăn bòn luôn những cái thùng này đó. Nên bây giờ mình phải nhảy qua đây lẹ thôi nè, thấy không, chui hết đã trụng xuống luôn rồi nè. Trời ơi, trời ơi, mấy cái axit ở đây nó béo mày à. Sao bà Banana lại chui hết là bà tới đây luôn. Ê, chị Banana coi chân kìa. Cái gì vậy? Cũng nhảy vô đó. Trời ơi, chị Banana đâu có bị ngu đâu Happy, nghĩ sao mà nói chị Banana nhảy vô đó. Đi chị viền viền lại. Trời ơi, mấy cái axit béo này nó sẽ rồi xong luôn, tám chuyện chị Banda rồi. Thôi Happy đi trước chị Banda đây. Ê, đừng bỏ chị Banda Happy ơi. Ôi oh my god, chỗ này có những cái tay nè, nó cứ quơ ra quơ vô nguy hiểm quá đó. Tay đó nó đang muốn trụng xuống axit đó Happy, muốn bắt mình đó. Ê, ủa vậy hả? Không phải là muốn bắt mình đâu, mấy người này là bị bắt vô đó. Ồ, cũng bị bắt nhốt rồi đó hả? Đúng rồi, qua đây đi chị Banda ơi. May mắn là chị Banda không bị nhốt ở trong đó. Thôi Happy đi trước đi, từ từ chị Banda qua nha. Ok, Happy sẽ đi trước chị Banda. Trời ơi, đây có thêm một người bị nhốt trong đây nữa nè. Ủa cái này hai cánh tay là hai người chứ sao một người? Ủa một người à hả? Một người là có một tay chị Banda. Ê Happy ơi. Hả? Ở đây có mấy con cá gì màu xanh lẹ hay ghê vậy? Cái này là những cái con mà cá điện đấy. Ủa cá điện hả? Đúng rồi. Chị Banda tưởng nó là cá axit chứ. Cá axit sống ở dưới axit. Ủa nó xanh lẹ nó ghê quá. Quay. Trời ơi, nó lướt ơi. Trời ơi, nó dông. Trời ơi, thêm một con đường có cái con quỷ này nữa nè. Ơi. À, đi với chân cái sợi dây xích hay sao vậy? Trời ơi, ở đây nó có thêm một cái hang máy cho mình nè. Bây giờ mình phải đi lại cái hang máy này. Mấy cái hang máy này nó sẽ chạy lại. Và mấy cái con này nó sẽ phóng ma phóng lợi hoặc là sợ hãi đi. Ủa sao mấy con cá này nó còn hoài vậy Happy? Đúng rồi, phải còn chứ chị Banda ơi. Nó phóng ma phóng lợi hoài kinh dị quá. Trời ơi, chị Banda tưởng đâu qua tới đây là hết rồi chứ. Trời ơi, tiếp theo là những cái dây xích đu nè chị Banda. Trời ơi, khó đi quá hả? À. Sao cái bà này bảo hoằng mèo với vậy? Bởi vậy nó mới xa lắc xa lơ đó. Trời ơi, khi nào chị Banda mới về được nhà của chị Banda đây? Năm sau. Năm sau hả? Trời ơi, cái mày easy với Happy. Wow, ây da. Mà khó nhằn với lại chị Banda. Đúng rồi, chị Banda chuẩn bị nói sai tới nơi nữa rồi nè. Qua đi nào, chạy đi các em ơi. Trời ơi, Happy ơi, Happy nói chị Banda nghe rùng rợn quá Happy ơi. Nghe một cái là nghe chạy, nghe sợ liền đúng không, nghe rén. Trời ơi, chị Banda nghe mà tưởng đâu giờ chị Banda đang nói chuyện với cái bà tóc đỏ đó chứ. Sao mà Happy nói chuyện với bà tóc đỏ được? Chị Banda nói chuyện với Happy, sao chị Banda nói chuyện với bà tóc đỏ được? Banda nghe cái giọng Happy giống bà tóc đỏ quá. Thôi thôi, chị Banda đừng nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta phải trốn thôi khỏi đây mau thôi. Ê, mấy cái này là mấy cái nồi đất của bà mà Happy. Từ, cái này mấy cái nồi đất cái vậy? Happy nói bà tiết kiệm mà sao chị Banda thấy bà dục đồ tùm lum ở đây hết nè. Bà tiết kiệm, bà đâu có mua mấy cái đồ cần thiết đâu, bà mua mấy cái đồ mà không cho con người á. Trời ơi, bà thật là giả dối. Chạy ơi, chạy ơi. Ây da.
Đâu các ông này. À, bây giờ mình sẽ đi ngược kìa bé thế giới. Ủa đi ngược kìa đâu? Nè bây giờ mình chạy lên khung này nè. Wow. Rồi xong rồi sao nữa? Oh my god. Trời ơi, Happy đã tới được cái khu này rồi nè. Hồi nãy gì Happy? Trời, hồi nãy là mình đứng ở trên, bây giờ là mình được đứng tận nơi luôn. Trời ơi, bây giờ mà phóng phi tiêu Happy nè. À, vậy là bây giờ mình đã xuống dưới cái chỗ mà bà đứng, bà cai trị cái lâu đài đó phóng Happy. Đúng rồi. Ôi mày lý bà bồ. Sợ quá đi, chạy mình thôi. Mình đã lạc vào mê cung của bà rồi Happy. Cũng sợ. Cũng sợ mà thôi cũng kệ. Cũng ráng trốn thoát khỏi đây chứ biết sao vậy. Bây giờ không ráng trốn thoát thì phải ở đây với bà thôi. Bà sẽ cho mình ăn phi tiêu của bà. Chạy một đống luôn nè. Dạ. Nhức nhức cái đầu. Ê, có cách nào mà cho bà ngừng phóng phi tiêu lại được không vậy Happy? Chắc không có rồi chị Bánh Đa ơi. Trời ơi, có ai đó gom hết phi tiêu của bà đem dẹp giùm được không? Trời ơi. Chắc sẽ có hoàng tử lại gom phi tiêu của bà đi. Trời ơi, hoàng tử ơi. Happy nói đúng mà. Happy nói đúng vậy thôi chứ. Trời ơi, mấy cái cây gọi là mấy cái cây phi tiêu này nó cứ phóng qua phóng lại khó chịu quá đi. Trời ơi, bây giờ chị Bánh Đa đi tới cái chỗ cây búa mà nó quay. Happy tới đó chưa Happy? Happy qua luôn nè. Ủa vậy hả? Bây giờ Happy đang kiếm cái đường mà tới đích của bà. Tới đích của bà chứ vậy? Thì ấy là tới chỗ của bà đó. Nè Happy tới chỗ của bà nè. Bây giờ Happy sắp tới, Happy sắp đụng được chân của bà rồi. Ủa quên, bà đâu có chân đâu. Happy sắp đụng được tay của bà rồi. Thôi Happy đụng tay của bà để làm cái gì vậy? Bắt tay với bà. Chết chị rồi. Thôi bây giờ chị Bánh Đa không biết đường đi luôn đó Happy. Trời ơi, nhức nhức cái đầu liền. Oh my god, khu này hơi đẹp nha. Rồi xong rồi sao nữa bà? Bà đâu rồi ta? Trời ơi, tự nhiên Happy tới chỗ thì bà đã mất tiêu rồi. Bà chạy bà trốn hay gì vậy? Bà sợ Happy hả? Bà giờ bà chơi tuyệt chiêu là trốn thoát Happy đó. Vậy Happy có gì đâu mà bà sợ. Bà sợ Happy tới đó hả? Lấy cái phi tiêu phóng bà lợi. Rồi, à, Happy tới đó chỗ cái búa đưa qua đưa lại rồi nè. Rồi xong luôn, bây giờ Happy chuẩn bị đi về trước đích chị Bana luôn rồi. Chị Bana sẽ ở đằng sau. Rồi Happy tới những cái rìu rồi nè. Oh my god, sợ quá đi. Trời ơi, tối tới luôn rồi Happy ơi. Tối tới luôn rồi, tối luôn rồi. Chị Bana đang lạc vào cái mê cung cuồng nhiệt ở ngay chỗ này luôn nè, không biết đường ra luôn. Trời ơi, mấy cái phi tiêu của bạn cứ đưa qua đưa lại hoài, làm Happy nãy giờ ngẫm của tỏi mấy lần luôn rồi đó. Nhức đầu quá đi, trời ơi. Oh my god, rồi bây giờ tới những cái rìu nữa, sao mà nghe nó mệt mỏi quá vậy. Rồi sao mà nè. Trời ơi Happy, càng ngày bà cho rìu càng nhiều luôn đó Happy. Tại sao tại là Bana này, bà đi trước mình luôn mấy bạn ơi. Còn chị Bana ở đây, chị Bana ngủ nãy giờ mấy giấc luôn Happy. Ghê vậy sao? Chị Bana không biết đường đi á, cho nên chị Bana mới đứng đây đợi đó Happy. Chứ hồi chị Bana về trước rồi. À, cũng đúng á, chứ chị Bana đâu biết đường đâu. Ủa nhìn đâu nữa? Bây giờ đi hẳn á. Đi hả? À, gạt còn gạt tiếp tục nữa. Trời ơi, sao cái này gạt còn gạt hoài vậy? Đó, gạt mở hai cánh cửa nào chị Bana. Trời ơi, cái chỗ này là một cái cánh cổng hình cây nè. Ủa, ở đây toàn là bả trồng cây nhiều thiệt luôn Happy. Hình như bả dành cả thanh xuân để bả trồng cây hay gì đó Happy. Chứ bả khoái cây lắm đó. Trời ơi, bây giờ bả hả không còn dí mình nữa, mình sẽ chạy thông thả hơn. Ở đây có bị gì đâu, chị Bana nhảy qua. Ủa vậy hả? Trời ơi, làm chị Bana thường đi lên hố đi. Oh my god. Thôi đi chị Bana ơi. Thì chị Bana đang đi tự nhiên nè. Ui gì đó vậy? Ờ bây giờ mình sẽ đi lên cái cầu thang này. Trời ơi, thật là đẹp đẽ. Trời ơi, không lẽ mình bị lạc vô trong cái lâu đài của bạn thôi đi. Mất máu. Nhảy lên gì á? Nhảy lên đi, có mất máu không Happy? Không có đâu, tí Happy tới chỗ Happy nói chị Bana. Trời ơi, Happy ơi đúng rồi, cái đường này là lên lâu đài của bạn luôn đó Happy. Em ơi, lâu đài tình ai? Chắc không có trên trần gian đâu. Happy. Hả? Mình đang trốn thoát bả mà sao mình vô lâu đài bả để làm gì vậy? Để mình tiêu diệt bả. Ờ. Wow, trời ơi, sao động đất nó rung rãi vậy? Cái đầu nhỏ oh my god, cái mái tóc bồng bềnh của bả kìa. Trời ơi, nhìn bả sợ hãi quá. Trời ơi, nhìn đông mi của bả thật là quyến rũ. Ôi, cái ánh mắt sợ hãi, nhìn cái mắt hơi sợ hãi của Happy mắc cười quá. Trời ơi, bả dí em ơi. Trời ơi, thôi. Chị Bana phải chạy liên tục luôn đó. Bả lẻ mình bằng ánh mắt sắc bén đó. Biết rồi. Thấy cái bắn tay bác hả? Vừa chạy vừa nhấn bắn tay bác á. À, vừa chạy vừa bắn tay bác. Đó, không thấy bả xuất hiện hướng nào là chạy hướng nó bắn bả. Trời ơi, chị Bana có thấy bả đâu? Nè, bả trước mặt mình nè, mình bắn bả. Còn bả hướng khác thì mình sẽ chuyển hướng. Ê, tính ra bả có lợi hơn mình á, bả chỉ cần lấy con mắt của bả lia vô mình là mình hả mất máu rồi. Đúng rồi, bả lia vô cái mặt của mình lên bả. Bây giờ rồi xong luôn, bả còn có 400 máu thôi. Trời tại ơi, tại 400 máu nhiều lắm đó Happy. Bả này mới đầu là bả tới 750 máu lận á. Sao bả nhiều dữ vậy? Mà Happy bắn bây giờ bả còn có 350 máu à. Happy ghê chưa chị Bana? Happy quá ghê luôn, 350 máu hả? Vậy là bả sắp ngủm của tỏi rồi đó. Đúng rồi đó, bả ngủm của tỏi luôn. Hy vọng là bả nhắm mắt là bả ngủ một tí xíu cho chị Bana bắn bả. Trời, bả bắn bả lì. Ủa, bả bắn bả lì lòi luôn. Lì lòi.
À, bà mở mắt rồi mình bắn vô mắt bà đúng không? Phải không? Đó, bắn bạn cái bà còn ngự máu à. Trời ơi, mà sao cái mặt của bà nó bự dữ vậy Happy? Happy cũng biết nữa, chắc do ăn ở chị Bana ơi. Trời ơi, bà ăn nhiều rồi, quá mà té rồi kìa chị Bana ơi. Trời ơi, vừa đáng đời. Baby one, baby girl. Yeah, phóng về thôi nào. Yeah. Rồi sao mình cắm mặt dưới đất rồi mình nhảy nha. Vui quá đi, Happy đã chiếm lấy lãnh thổ của cái bà ấy rồi. Nên bây giờ Happy sẽ đi về làng của Happy. Vui quá chị Bana ơi, yeah. Và cái kho báu này sẽ được Happy chiếm lấy. Wow, trời ơi, cái đống kho báu này nó thật là to. Trời, thấy Happy chính nhảy không? Happy là phiên bản khổng lồ đó. Happy khổng lồ quá, đứng xa xa là đem Happy nhậm một cái là nát bấy. Ồ bà cánh năm xà. Ngầu lè, ngầu lè. Đầu lòi, ngồi lầu. Ngồi lầu rồi. Trời ơi, ở bên đây châu báu nhiều quá nè Happy ơi. Quá chừng châu báu luôn, làm sao mà khiêng cho hết đây. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đi về. Gọi là đi về dùm đảo của mình thôi chị Bana ơi. Đúng rồi, để chị Bana gom hết cái này chắc lên thuyền mới được. Rồi, ôi thôi chị Bana ơi, gom hết chắc lên thuyền là thôi gặp cái thuyền luôn Happy. Mấy bạn ơi, và ngày hôm nay Happy với lại chị Bana cũng đã trốn thoát khỏi cái bà Win tóc đỏ rồi. Và nếu như mà các bạn thích Happy với chị Bana trốn thoát nữa thì hãy nhớ like và share cho Happy với chị Bana có động lực nhiều để gọi là trốn thoát tiếp cho mấy bạn xem nha. Mà bây giờ hỏi chúng mày mới vui vẻ, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.